là tỉnh miền núi, địa bàn rộng, chia cắt bởi sông suối, núi cao, nên để phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh biên giới, các chiến sĩ biên phòng tỉnh Điện Biên thường phải di chuyển với địa hình hiểm trở, khó khăn để có thể đến những điểm nóng, mật phục và vây bắt được các đối tượng mua bán vận chuyển ma túy. Đáng chú ý, nhiều vụ án đối tượng vận chuyển ma túy đều cùng một dòng họ và sinh sống trên địa bàn. Một số đối tượng đóng giả người dân đi làm nương để cảnh giới và đánh lạc hướng lực lượng chức năng, đồng thời phân công người theo dõi lực lượng mật phục của bộ đội biên phòng. Tránh được cái sự theo dõi của các đối tượng thì đơn vị đã áp dụng nhiều các cái biện pháp nghiệp vụ, từ việc cơ động lực lượng cho đến áp dụng các cái biện pháp trinh sát xã hội hóa để cơ động đến vị trí thuận lợi để mật phục đánh bắt đối tượng. Qua hàng trăm chuyên án, vụ án đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh xác lập đấu tranh triệt phá thành công trong năm nay cho thấy, các đường dây mua bán vận chuyển ma túy hoạt động khép kín trên cơ sở quan hệ thân tộc sẵn có giữa các dòng họ hai bên biên giới. Phương tiện vận chuyển ma túy cũng rất đa dạng như xe khách, ô tô cá nhân, xe máy, thậm chí các đối tượng đi bộ xuyên rừng qua đường mòn biên giới. Đặc biệt, các đường dây tội phạm ma túy tổ chức thành nhiều tầng nấc, đối tượng cầm đầu ít khi xuất đầu lộ diện, nên các lực lượng chức năng chỉ bắt được các đối tượng vận chuyển thuê. Trước hết, làm tốt cái công tác coi như là điều tra cơ bản, nắm chắc cái tình hình địa bàn, đối tượng, quản lý kiểm tra nghiệp vụ. Sau đó thì huấn luyện cho anh em các cái tình huống về đánh bắt tội phạm trên thực địa để anh em khi mà ra trận thì có những cái kinh nghiệm. Trong 9 tháng năm 2019, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phát hiện bắt giữ hơn 140 vụ với gần 180 đối tượng, tang vật thu giữ hơn 15 kg heroin, hơn 500.000 viên ma túy tổng hợp, hơn 50 kg ma túy đá. Tình hình tội phạm ma túy vẫn luôn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng. Mà chúng tôi xác định là phải có cái sự phối hợp rất là đồng bộ, rất là chặt chẽ đối với các lực lượng chức năng, và đặc biệt là phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh của bạn Lào trong đấu tranh chống tội phạm ma túy. Vì chúng tôi xác định đấu tranh chống tội phạm ma túy ở Điện Biên này phải chủ động nắm tình hình và đấu tranh từ xa, từ bên kia biên giới. Nhằm kiểm soát tình hình cũng như phòng ngừa đấu tranh tội phạm ma túy đạt hiệu quả, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã tăng cường công tác trinh sát, nắm tình hình từ xa, thu thập thông tin, tài liệu, nhất là những thông tin về các đường dây mua bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn xuyên quốc gia.